Thưa quý vị và bà con, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Với sự nỗ lực của lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, hiện tại 7 người ở làng Cờ Long, xã Iao, huyện Iarai bị lừa sang Campuchia đã được trở về địa phương. Sau 3 ngày đoàn tụ với người thân, anh Pui Thái vẫn còn ám ảnh sợ hãi khi nhớ tới quãng thời gian bị giam cầm, đánh đập tại Campuchia. Là bắt mình cầm điện thoại, điện lừa đảo người ta, nữa gọi cho người ta làng đào làng đọ, gọi điện người ta cho người ta vừa đó, còn bị lừa như em để mình lừa người ta. Nhận được điện thoại của anh Pui Thái, gia đình rất hoảng loạn sợ hãi nên đã vay mượn cầm cố tài sản được số tiền 90 triệu đồng chuyển cho đối tượng bên Campuchia để chuộc Thái về. May mắn là chị mới đi nói báo cho công an sớm, vậy mới giúp đỡ mà biết bọn này đang ở đó. Kết quả điều tra từ cơ quan công an, người môi giới qua mạng dẫn đường giới thiệu việc làm cho 7 bị hại tại làng Clon, xã Gia Ô, huyện Gia Gerai là đối tượng Trần Quang Quyết, trú tại xã Gia Đan, huyện Gia Gerai, tỉnh Kon Tum. Sau khi nắm được thông tin nạn nhân, Quyết liên lạc với nhiều đối tượng, trong đó có Phan Ngọc Đức, trú ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đưa những người trong nước vượt biên sang Campuchia. Trước sự điều tra truy xét của cơ quan công an, Quyết đã đến đồn biên phòng Gia Ô, huyện Gia Gerai đầu thú. Sau khi mà tôi đã đưa 7 người từ làng Cờ Long, xã Yo, huyện Gia Gerai, tỉnh Gia Lai đưa đi qua Campuchia, tôi đã nhận được 128 triệu của môi giới. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Phan Ngọc Đức về hành vi mua bán người. Chỉ vì mong muốn tìm được việc nhẹ lương cao, nhiều nạn nhân đã sập bẫy của bọn buôn người. Vụ việc là bài học đắt giá cho chính họ, để lại hệ quả xấu về kinh tế gia đình và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.